Giới thiệu anh em phôi Hải Châu lá nhỏ vừa mới lên này, lùng lực con chi chốt đẹp lắm nha. Phôi này hoành 43 cao 60 nha. Và đây là lúa nha, lúa kéo dê này, đỡ được đó, chi chốt không xùm được. Lên nó này, lên nó, lên nhà ra. Đế lực lắm nha, chốt nó này. Hải Châu lá nhỏ nha em, ở đây bị tay nha, tay chút nữa này, lá nó này, lá nhỏ bóng đẹp lắm. Phôi này có kích thước là hoành của nó là 48 keo 51 nha. Cái rễ ok kể chứ không có rễ nào bị tử nha, nhưng cái rễ này là bị nó kiệt đế thì lá là bị xước ở này chút, còn này, cái rễ này rễ tiêu chắc mất. Cái thân này là sống khỏe nha, cái thân này là bị tử nửa thân rồi này, còn sống có xíu ở này. Này thì anh em chơi cắt cái thân này bỏ luôn, chơi một cốt nó rút cây được. Cây ok này, Hải Châu lấy nhỏ này của này có cây như thế này ok này. Đẹp này. Thân rất đẹp. Cốt mà trong duyên dáng đẹp lắm nha. Con này chơi được nè. Để đó. Lùng lực rồi.